Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng thú vị và được rất nhiều người quan tâm. Đó chính là 7 dấu hiệu cho thấy bạn sinh ra là để giàu có. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu mình có những đặc điểm hay thói quen của những người thành công về mặt tài chính không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và phân tích những dấu hiệu này nhé. Nghe có vẻ khó tin phải không? Làm sao mà biết trước được mình có giàu hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta thường tự đặt ra. Nhưng đừng lo lắng, video này không phải là xem bói hay dự đoán tương lai đâu. Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 7 đặc điểm, 7 thói quen thường thấy ở những người thành công về mặt tài chính. Những đặc điểm này không phải là những điều gì quá xa vời hay khó đạt được. Chúng là những thói quen, những cách suy nghĩ mà bạn có thể rèn luyện và phát triển. Bạn có biết rằng những người thành công thường có một số thói quen và đặc điểm chung? Họ không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn biết cách quản lý thời gian, tài chính và mối quan hệ của mình một cách hiệu quả. Họ luôn có mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó. Liệu bạn có những điều này không? Hãy tự hỏi mình và kiểm tra xem bạn có những thói quen và đặc điểm của những người thành công không? Nếu có, bạn đang trên con đường đúng đắn để đạt được sự giàu có và thành công. Hãy cùng theo dõi video để xem mình có nằm trong số những người sinh ra để giàu có hay không nhé. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và những gợi ý thực tế để bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để khám phá và phát triển bản thân. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình này ngay bây giờ. Ok, trước khi các bạn hiểu lầm, mình không có ý nói đến việc ghi chép chi tiết từng đồng một đâu, nghe mệt mỏi lắm. Việc ghi chép chi tiết từng đồng có thể khiến bạn cảm thấy bị áp lực và mất đi niềm vui trong cuộc sống. Thay vào đó, mình muốn các bạn có một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn hiệu quả. Ý mình ở đây là bạn có cái nhìn bao quát về tình hình tài chính của bản thân. Điều này có nghĩa là bạn cần phải biết rõ ràng về thu nhập và chi tiêu của mình. Bạn không cần phải ghi chép từng đồng, nhưng bạn nên biết mình kiếm được bao nhiêu và tiêu vào những khoản nào. Kiểu như bạn biết rõ mỗi tháng mình kiếm được bao nhiêu, tiêu gì, tiêu bao nhiêu, và quan trọng nhất là bạn kiểm soát được đồng tiền của mình. Việc này giúp bạn tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết và có thể tiết kiệm được nhiều hơn. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính để theo dõi chi tiêu của mình một cách dễ dàng và tiện lợi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng bạn có tin là rất nhiều người ngoài kia còn chẳng biết mình tiêu tiền vào đâu mỗi tháng. Họ chỉ biết rằng tiền của họ cứ biến mất mà không hiểu rõ lý do. Điều này dẫn đến việc họ không thể kiểm soát được tài chính của mình và dễ dàng rơi vào tình trạng nợ nần. Họ cứ thế tiêu xài phung phí, đến lúc cần tiền gặp thì lại chẳng biết làm sao. Điều này không chỉ gây ra căng thẳng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. Việc không có kế hoạch tài chính rõ ràng khiến họ dễ dàng rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Thế nên, nếu bạn đã có thói quen theo dõi chi tiêu, lập ngân sách hàng tháng, thậm chí là đạt mục tiêu tài chính rõ ràng, thì xin chúc mừng, bạn đã có bước đầu tiên vững chắc trên con đường trở thành người giàu có rồi đấy. Việc lập kế hoạch tài chính không chỉ giúp bạn kiểm soát được tài chính của mình, mà còn giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Bạn có thể tiết kiệm để mua nhà, đi du lịch hoặc đầu tư vào những dự án mà bạn yêu thích. Hãy nhớ rằng, việc lập kế hoạch tài chính không phải là một việc làm một lần rồi thôi. Đây là một quá trình liên tục và cần được điều chỉnh thường xuyên. Bạn cần phải theo dõi và điều chỉnh kế hoạch của mình để phù hợp với tình hình tài chính hiện tại. Điều này giúp bạn luôn kiểm soát được tài chính của mình và không bị bất ngờ bởi những biến động tài chính. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng tài chính cá nhân là một phần quan trọng của cuộc sống. Việc kiểm soát tài chính không chỉ giúp bạn có một cuộc sống ổn định mà còn giúp bạn đạt được những ước mơ và mục tiêu của mình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong cuộc sống của mình. Tiết kiệm là cực kỳ quan trọng, mình không phủ nhận điều đó. Tiết kiệm giúp bạn có một khoản dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính. Tuy nhiên, chi tiết kiệm thôi thì chưa đủ để bạn đạt được sự giàu có và tự do tài chính mà bạn mong muốn. Nhưng mà để giàu có thật sự thì bạn cần phải biết cách làm cho số tiền mà mình đã vất vả kiếm được sinh sôi nảy nở. Điều này có nghĩa là bạn phải biết cách đầu tư. Đầu tư không chỉ giúp bạn bảo toàn giá trị của tiền, mà còn giúp nó tăng trưởng theo thời gian. Đầu tư chính là cách để làm điều đó. Đầu tư có thể mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc chỉ để tiền trong tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, đầu tư cũng đi kèm với rủi ro, và bạn cần phải hiểu rõ về những rủi ro này trước khi bắt đầu. Đừng để tiền của bạn nằm im một chỗ, hãy để nó sinh lời cho bạn. Khi bạn đầu tư, tiền của bạn sẽ làm việc cho bạn, giúp bạn tạo ra thêm thu nhập mà không cần phải làm việc nhiều hơn. Điều này có thể giúp bạn đạt được cái mục tiêu tài chính của mình nhanh hơn. Có rất nhiều cách để đầu tư,
từ đơn giản như gửi tiết kiệm, mua vàng đến phức tạp hơn như đầu tư chứng khoán, bất động sản. Mỗi hình thức đầu tư đều có những ưu và nhược điểm riêng và bạn cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu kỹ lưỡng, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Đừng bao giờ đầu tư vào những gì bạn không hiểu rõ và luôn luôn tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Đừng sợ hãi khi nghĩ đến đầu tư, hãy bắt đầu với những khoản nhỏ, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và bạn sẽ thấy tiền của mình sinh ra tiền một cách kỳ diệu. Hãy nhớ rằng, đầu tư là một hành trình dài hạn và bạn cần phải kiên nhẫn và kiên trì. Đừng để những biến động ngắn hạn làm bạn nản lòng, hãy tập trung vào mục tiêu dài hạn của mình. Ngoài ra, hãy luôn cập nhật kiến thức và thông tin về thị trường tài chính. Thế giới đầu tư luôn thay đổi và bạn cần phải nắm bắt được những xu hướng mới nhất để có thể đưa ra những quyết định đầu tư thông minh. Tham gia các khóa học, đọc sách và tham gia các diễn đàn tài chính để học hỏi từ những người có kinh nghiệm. Cuối cùng, hãy đặt ra những mục tiêu tài chính rõ ràng và lập kế hoạch để đạt được chúng. Mục tiêu của bạn có thể là mua nhà, nghỉ hưu sớm hoặc đơn giản là có một cuộc sống thoải mái hơn. Dù mục tiêu của bạn là gì, hãy chắc chắn rằng bạn có một kế hoạch cụ thể và kiên trì thực hiện nó. Khi bạn biết cách đầu tư và quản lý tiền bạc một cách thông minh, bạn sẽ thấy rằng việc đạt được sự giàu có và tự do tài chính không còn là điều quá xa vời. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và bạn sẽ thấy tiền của mình sinh sôi nảy nở một cách kỳ diệu. Bạn có để ý thấy những người thành công thường là những người rất ham học hỏi. Họ luôn muốn học thêm kiến thức, kỹ năng mới bởi vì họ hiểu rằng đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư có lợi nhất. Thế giới ngày càng phát triển, nếu bạn cứ mãi đứng yên, không chịu học hỏi thêm điều gì mới mẻ, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Đọc sách, tham gia các khóa học, hội thảo hay đơn giản là học hỏi từ những người xung quanh, có rất nhiều cách để bạn nâng cao giá trị bản thân. Hãy nhớ rằng, kiến thức chính là sức mạnh, và sức mạnh đó sẽ giúp bạn mở ra cánh cửa thành công và giàu có. Dấu hiệu số 4, thời gian là vàng là bạc, bạn hiểu chưa? Thời gian là thứ tài sản công bằng nhất mà tạo hóa ban tặng cho mọi người. Dù bạn là ai, giàu hay nghèo, bạn cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, cách bạn sử dụng quỹ thời gian quý báu đó sẽ quyết định đến sự thành công của bạn. Người giàu có thường rất biết cách quản lý thời gian của mình. Họ lên kế hoạch rõ ràng, ưu tiên những việc quan trọng và loại bỏ những việc lãng phí thời gian. Họ hiểu rằng thời gian là vàng là bạc, lãng phí thời gian cũng giống như lãng phí tiền bạc và cơ hội. Dấu hiệu số 5, luôn tích cực, không chùn bước. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và con đường dẫn đến thành công cũng vậy. Sẽ có lúc bạn gặp khó khăn, thử thách, thậm chí là thất bại. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại chính là cách họ đối mặt với những khó khăn đó. Người giàu có thường có suy nghĩ tích cực và tinh thần kiên trì. Họ không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, mà luôn tìm cách vượt qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Họ hiểu rằng thất bại chỉ là tạm thời, và thành công sẽ đến với những ai biết nỗ lực và không ngừng cố gắng. Dấu hiệu số 6, xây dựng mạng lưới kết nối. Bạn có công nhận rằng đôi khi thành công không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Người giàu có thường rất giỏi trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Họ biết cách kết nối với những người cùng chí hướng, những người có thể hỗ trợ và giúp đỡ họ trên con đường thành công. Họ tham gia các sự kiện, hội thảo, mạng lưới kinh doanh để mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hãy nhớ rằng, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Dấu hiệu số 7, không ngại thử thách. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng mà nếu bạn muốn đạt được những điều phi thường, bạn phải dám nghĩ, dám làm, dám thử thách bản thân. Người giàu có thường không ngại thử thách. Họ luôn tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và mở rộng sự nghiệp. Họ không sợ thất bại, bởi vì họ hiểu rằng thất bại là mẹ thành công. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nắm bắt những cơ hội mới, và bạn sẽ bất ngờ với những gì mình có thể đạt được. Bạn đã sẵn sàng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng rằng qua 7 dấu hiệu vừa rồi, bạn đã hiểu rõ hơn về những yếu tố góp phần tạo nên sự giàu có. Hãy nhớ rằng, giàu có không chỉ là có nhiều tiền, mà còn là sự tự do về tài chính, thời gian và tinh thần. Hãy áp dụng những điều bạn học được vào cuộc sống, và mình tin chắc rằng bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.